Như vậy là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Huế và Trường Tư Bình Phước đã bắt đầu. Các cầu thủ Huế với trang phục màu trắng xanh sẽ bảo vệ cầu môn phía bên trái mắt nhỏ quý vị và các bạn. Trải qua 8 trận đấu tại hải hạng nhất, câu lạc bộ Huế đã có 4 chiến thắng, 1 hòa và 3 thua, ghi được 9 bàn thắng và thủng lưới 7 bàn. Còn đối với Trường Tư Bình Phước, trải qua 9 trận đấu thì họ đã có 3 chiến thắng, 3 hòa và 3 thua, ghi được 12 bàn thắng và thủng lưới 10 bàn. Sẽ có quả ném biên dành cho các cầu thủ bên phía đội khách. Đây là Hồ Thánh Minh, cầu thủ không có một nước da trắng nào cả, nhìn đã thấy khỏe rồi. Đó là tiền đạo bên phía đội chủ nhà. Ngọc Tú đường chuyền, có kịp không? Đây là Văn Tú. Văn Tú cùng với thủ môn Huy Hoàng, bên kia chiến tuyến là những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Viettel. Còn đây là huấn luyện viên trưởng Nguyễn Đức Dũng, huấn luyện viên bên phía câu lạc bộ Huế. Vẫn là những pha tranh chấp quyết liệt khu vực giữa sân. Sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ Huế. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi của Phan Tấn Tài, cầu thủ cùng với Võ Nhật Tân, trưởng thành từ lò đào tạo cách Đầm Tân Long An, nhưng bây giờ là các lão tướng rồi. Không phải, đó là bóng chạm tay đối với Phan Tấn Tài. Phan Tấn Tài còn có cái biệt danh đó là Tài Ngựa. Tốc độ của trận đấu ở những phút đầu tiên diễn ra khá nhanh khi cả hai câu lạc bộ đều tổ chức tới tấn công. Vào thời điểm hiện tại, trên bảng xếp hạng SHB Đà Nẵng ở mùa giải năm nay, họ đang là ứng cử viên lên hạng, đang đứng đầu bảng với 20 điểm. Xếp vị trí thứ hai đó là BVF CRD được 14 điểm và cách SHB Đà Nẵng đầu bảng là 6 điểm. Xếp vị trí thứ ba là câu lạc bộ Huế 13 điểm. Ba đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng, vị trí thứ 9 là Đồng Tháp được 10 điểm. Vị trí thứ 10, câu lạc bộ Hòa Bình được 9 điểm. Và cuối bảng xếp hạng cho đến thời điểm này đó là câu lạc bộ Phú Thọ được 1 điểm. Và phối hợp của các cầu thủ Trường Tư Bình Phước sẽ quả đá phạt. Rất nhiều những tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân. Những cầu thủ trẻ tại giải hạng nhất thì luôn luôn thi đấu máu lửa và bóng rất mạnh. Ở vòng đấu trước thì câu lạc bộ Huế đã có trận thua trước Long An trên sân nhà. Còn đây là huấn luyện viên trưởng Nguyễn Anh Đức bên phía Trường Tươi Bình Phước. Có còn không? Không kịp rồi. Vào lúc trước, câu lạc bộ Huế đã thua trên sân nhà trước Long An với số là 1-2. Với trận thua đó thì họ đã có 2 trận thua liên tiếp tại giải nhất. Phạm lỗi rồi. Chạy tay chân miệng khá nhiều. Đây là Văn Hòa, cầu thủ cũng trưởng thành từ lò đào tạo BVF. Rất dứt khoát. Một tấm thẻ dành cho những cầu thủ trẻ là điều thật sự cần thiết. Lò đào tạo của BVF đã va chạm với lò đào tạo của Viettel. Người vừa bị phạm lỗi đó là Văn Tú. 5 phút trôi qua, cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ vẫn đang có kết quả là 0-0. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ câu lạc bộ Huế. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà.
Vòng đấu trước thì các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước đã giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Bà Rịa Vũng Tàu. Với chiến thắng đó, họ đã chấm dứt chuỗi 2 trận thua liên tiếp. Và bước vào trận đấu ngày hôm nay thì chắc chắn họ sẽ có một tâm lý thoải mái. Quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà, người thực hiện đó là Văn Tú. Đánh đầu, không vào, dứt điểm luôn, vẫn không được. Đấy là Hồ Thanh Minh, trước đó là tình huống đánh đầu vào phía trong của Hồ Thanh Minh. Đó là pha đánh đầu chiến thuật. Phạm lỗi rồi, quá đáng tiếc. Và sóng gió đã qua đi trước khung thành của các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước. Nhìn Hồ Thanh Minh cũng đã thấy khỏe rồi, người toàn lõi. Huy Hoàng, cả hai câu lạc bộ đang áp sát rất nhanh, không cho đối thủ có nhiều khoảng trống để tự do dẫn bóng và phối hợp. Đó là những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Có khá nhiều những đường chuyền hỏng của cầu thủ hai bên, nó không thể tạo ra những phương án phối hợp tốt cho câu lạc bộ Huế hay là Trường Tươi Bình Phước. Đình Bình, Đình Bình và Thành An, Trần Thành bên phía đội chủ nhà là ba cầu thủ không có mặt ở trong trận đấu trước. Và trong trận đấu ngày hôm nay, Đình Bình, Thành An và Trần Thành được đá chính ngay từ đầu. Đó là sự thay đổi bên phía huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng. Duy Thắng, cần chuyển sớm hơn, hơi rườm rà của Phan Tấn Tài. Đã lớn tuổi rồi thì cần đơn giản hơn. Tình huống quật kẹo khung giữa sân, nhưng rất may là trọng tài đã thổi phạt đối với các cầu thủ Huế. Hồ Thanh Minh bỏ bóng rất hay, tốc độ của Hồ Thanh Minh. Phạm lỗi rồi, không thổi phạt. Đó là tình huống tì vai của Văn Ly. Văn Ly và Tự Nhân cũng là hai sự thay đổi người bên phía Trường Tươi Bình Phước ở trong trận đấu ngày hôm nay. Văn Ly vào thay cho Lục Xuân Hưng, còn Tự Nhân vào thay cho tiền vệ Đình Hùng. Tốc độ của trận đấu diễn ra khá hấp dẫn khi mà cả hai cầu thủ đều chơi tấn công. Thái Bảo, Văn Ly, đó là bộ đôi trung vệ bên phía Trường Tươi Bình Phước. Nhật Tân, có khá nhiều những pha tranh chấp và những pha phạm lỗi. Mười phút trôi qua của đối đầu giữa câu lạc bộ Huế và câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước trong một cuộc vòng đấu thứ 10 của giải hạng nhất quốc gia vẫn đang có kết quả là không đều. Cả hai câu lạc bộ vẫn chưa tạo ra một tình huống dứt điểm nào về phía khung thành của nhau. Ngọc Tú, chất lượng đường truyền là một vấn đề của hai câu lạc bộ vào thời điểm hiện tại.
Bây giờ là phản công dành cho đội chủ nhà, đẩy bóng hơi dài rồi. Và kể cả mặt sân của sân tự do cũng lập bập, nó rất khó cho các cầu thủ trong những pha dẫn bóng và chuyền bóng với nhau, kể cả những pha khống chế nữa. Nếu như mặt sân đẹp thì cần một pha khống chế thôi, mặt sân xấu bóng lập bập thì các cầu thủ phải lựa chọn 2 đến 3 tình huống mới khống chế được trái bóng. Hồ Thanh Minh, Ngọc Tú, tấu hài gì không? Đang bình luận là tấu hài. Bao giờ có pha bóng hấp dẫn thì chắc chắn sẽ có những tiếng bình luận vui vẻ thôi. Duy Thắng, có vẻ nắng quá mặt cầu thủ nào cũng nhăn. Ở Hà Nội thì đang mơ ước có những ánh nắng như vậy, rất là mạo hiểm. Không hiểu trong tình huống vừa rồi có đường chuyền về bất cẩn như vậy. Rất may là các cầu thủ Huế đã không giành được bóng, đặc biệt là Hồ Thanh Minh. Sân rộng như vậy mà sao vẫn cứ chuyền ra ngoài không biết. Chất lượng những quả chuyền dọc biên của các cầu thủ Huế nó chưa đem lại hiệu quả cao. Bây giờ là phản công dành cho Trường Tươi Bình Phước. Võ Nhật Tân, đường chuyền, đây là cơ hội, dứt điểm. Không phải, trời ơi, không hiểu chuyền kiểu gì. Một mình một bóng rồi mà chuyền bóng nó cứ đi được có 2-3 mét. Tạt vào, đó là pha dứt điểm nhưng không phải là tình huống tạt bóng. Vừa rồi là một loạt những tình huống tấn công của các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước. Đúng là những cầu thủ hạng nhất cần phải điềm đạm ở mỗi pha bóng. Thì cần thiết, cần phải bình tĩnh tạt vào trong. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Không hiểu là tạt hay là sút nữa. Lại lồng pha tranh chấp, phạm lỗi ở khu vực giữa sân. 13 phút có khoảng 10 đến 12 tình huống phạm lỗi của cầu thủ hai bên. Trên bảng xếp hạng ở mùa giải năm nay, SHB Đà Nẵng là một ứng cử viên rồi. Trong đội hình của họ đại đa số đều là những cầu thủ đã từng thi đấu tại V-League, vẫn giữ nguyên đội hình. Thế mà làm sao họ đứng ở đầu bảng là cũng đúng thôi. Những các cầu thủ trẻ ở các câu lạc bộ thì chưa có kinh nghiệm và cũng không được đầu tư nhiều, thì chắc chắn chỉ ở mức độ trung bình. Khá nguy hiểm, cả hai câu lạc bộ đá bóng là rất tích cực, tranh chấp, di chuyển. Nhưng chiến thuật chúng ta hay gọi vui vẻ đó là hơi ruồi bâu một chút. Với 6 phút trôi qua, tỷ số vẫn là 0-0.
Câu lạc bộ Huế thì luôn thi đấu tốt ở giai đoạn lượt đi, nhưng giai đoạn lượt về thì họ luôn giảm sút phong độ. Không hiểu là các cầu thủ Huế cứ giai đoạn hai là không còn thể lực hay là thi đấu không còn tinh thần nữa, và xoạc bóng quá kỹ thuật của Ngọc Tú, rất khéo léo. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Huế. Vào thời điểm hiện tại, đây cũng là một trận đấu được coi là cân tài cân sức. Một người vị trí thứ 3 và một người vị trí thứ 5 mà cách nhau có một điểm trên bảng xếp hạng mà thôi. Đó là tình huống đánh đầu về cho thủ môn Huy Hoàng. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Huế. Đinh Bình đã truyền hỏng. Bây giờ là tấn công dành cho Trường Tươi Bình Phước. Rất chính xác, đường truyền rất hay. Tạt hay là sút đây? Vẫn là chất lượng đường truyền. Trong tình huống 4-4 mà các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước, đặc biệt là đường truyền vào, nó không có sự tính toán thật sự một cách chính xác nhất. Rất phí cho các cầu thủ khi họ đã lên bóng có nhiều khoảng trống bên phần sân đối phương nhưng tung ra những đường chuyền không hợp lý một chút nào cả. Rất bình tĩnh, đó là pha xử lý của thủ môn Huy Hoàng. Võ Nhật Tân, Văn Hòa, Văn Ly. Đường truyền một chút nữa thôi, các cầu thủ Huế đã giành lại bóng rồi. Nhưng rất may, thêm một đường truyền dài lên phía trên chính xác của các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước. Và tạt bóng quá vội vàng. Rất phí cho các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước. Họ đã có những đường truyền dài lên phía trên để chiếm khoảng trống bên phần sân của câu lạc bộ Huế. Nhưng những tính toán của các cầu thủ bên phía Trường Tươi Bình Phước thì vẫn chưa thật sự thanh thoát. Tự Nhân, Văn Ly, xin chào tất cả các bạn đang xem trên trang web của FPT Play. Các bạn dự đoán tỷ số xem câu lạc bộ Huế hay là Trường Tươi Bình Phước sẽ giành chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Sau khi chúng ta đã xem được 19 phút rồi, các bạn hãy dự đoán đi. Phút thứ 20 của hiệp 1. Trên bảng điện tử vẫn là hai con số 0 tròn trĩnh mà thôi. Xét về phong độ vào thời điểm hiện tại, trải qua 5 trận đấu gần nhất tại giải hạng nhất thì các cầu thủ Huế đã có 2 chiến thắng, 1 hòa và 2 thua, ghi được 5 bàn thắng và thủng lưới 5 bàn. Phong độ được coi là thất thường. Còn đối với các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước, trải qua 5 trận đấu gần nhất tại giải nhất thì họ đã có 2 chiến thắng và 3 trận thua. Phong độ cũng không được thật sự ổn định lắm, với 5 bàn thắng và 6 bàn thua. Thì họ đụng độ nhau ở vòng đấu này được coi là cân tài cân sức và phong độ tương đương nhau. Tại 5 sân rồi, trọng tài đang nhắc nhở đối với Tự Nhân.
Năm nay Trường Tươi Bình Phước được đầu tư rất là nhiều. Họ đưa về những cầu thủ được coi là khá chất lượng tại giải hạng nhất. Vâng, có một bạn đã bảo là Trường Tươi Bình Phước trên sân khách không ổn. Đúng là như vậy. Trải qua 5 trận đấu gần nhất trên sân khách thì Trường Tươi Bình Phước chưa có chiến thắng nào, với 2 hòa và 3 thua, ghi được 4 bàn thắng và thủng lưới 7. Phong độ không tốt khi thi đấu xa nhà. Còn đối với các cầu thủ câu lạc bộ Huế thì sân nhà là một điểm tựa đối với họ. Trải qua 5 trận đấu gần nhất trên sân nhà thì họ đã có 3 chiến thắng, 1 hòa và chỉ thua có 1 trận mà thôi, ghi được 6 bàn thắng và thủng lưới 3. Thành Hòa anh biết chứ, biết trọng tài nói gì chứ, anh là cầu thủ rồi. Khi mình phạm lỗi thì bảo là bỏ đi. Nếu phạm lỗi lần nữa là sẽ bị thẻ vàng đấy. Đó. Bây giờ tấn công dành cho các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước. Đá bóng vào. Dứt điểm. Không được. Bóng không đến được vị trí của Phan Tấn Tài. Một cầu thủ có khả năng đánh đầu rất tốt. Đó là tình huống tấn công khá hay của các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước. Tạt bóng. Đây là cơ hội. Đường chuyền không đến được vị trí của các cầu thủ bên phía Trường Tươi Bình Phước. Trước đó là một đường chuyền vào phía trong của Phan Tấn Tài. Nhưng một cầu thủ bên phía Huế, câu lạc bộ Huế cũng đã đứng đúng vị trí để cắt bóng. Trong tình huống vừa rồi thì trọng tài lại thổi phạt đối với Trường Tươi Bình Phước. Một cầu thủ băng vào để dùng đầu tranh chấp. Và một tình huống cao trần của câu lạc bộ Huế. Hồ Thanh Minh. Vẫn là Hồ Thanh Minh. Dẫn bóng và sau đó là tình huống giật bóng ngược lại không thành công của Hồ Thanh Minh. Hồ Thanh Minh là cầu thủ được mệnh danh là không phổi, chạy khắp sân. Bóng ở trong sân. Quá hay, Ngọc Tú. Hồ Thanh Minh. Vẫn là Hồ Thanh Minh. Xé quả. Đá phạt góc dành cho các cầu thủ Huế. Trong tình huống vừa rồi thì một cầu thủ bên phía Trường Tươi Bình Phước cũng theo rất sát đối với tiền đạo bên phía đội chủ nhà. Trọng tài lại nhắc nhở đối với các cầu thủ tranh chấp ở trong khu vực 16m50. Với Hồ Thanh Minh, với nước da của anh thì chúng ta có thể thấy, nếu như nhìn thoáng qua thì tưởng anh là người châu Phi. Ngọc Tú sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc dành cho câu lạc bộ Huế. Đánh đầu quá với. Bây giờ là phản công.
pha tranh chấp quá quyết liệt. Một cầu thủ bên phía trường tư Bình Phước đã nhầm màu. Đây là Hồ Thanh Minh. Phan Tuấn Tài. Rất khéo léo. Đó là pha xử lý của tự nhân. Võ Nhật Tân. Phan Tuấn Tài. Tự nhân. Duy Thắng. Phạm lỗi rồi. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía đội khách. Người đứng trước bóng đó là Văn Hòa. Và pha bóng của Hồ Thanh Minh. Vũ Thanh Hòa trọng tài nhắc nữa, có nghĩa là xem bóng đá đi, đừng hỏi nhiều cho thẻ bây giờ. Võ Nhật Tân. Văn Ly. Một thế trận ngang ngửa khi mà cả hai câu lạc bộ vẫn chưa có những tình huống thật sự ngon ăn. Bóng lại đến chân đối với các cầu thủ trường tư Bình Phước. Văn Hòa. Đây là đường chuyền. Thành Đạt. Vẫn là Thành Đạt. Anh đang có những động tác ngoáy cháo. Văn Hòa. Chuyền quá tốt dành cho Ngọc Tú. Tạt bóng vào. Không đến được vị trí của đồng đội. Phút thứ 30 rồi. Bàn thắng vẫn chưa thấy đâu. Cả hai đội cũng đang rất cố gắng. Cảm ơn Nguyễn Huy. Khen tôi có khen cả ngày. Ở mùa giải trước thì các cầu thủ câu lạc bộ Huế đứng ở vị trí thứ 6, trải qua 18 trận đấu có 21 điểm. Còn đối với các cầu thủ trường tư Bình Phước ở mùa giải trước đứng ở vị trí thứ 10, trải qua 18 trận đấu có 16 điểm. Ngọc Tú phá phối hợp chậm mất rồi. Có được chuyền một nhịp luôn thì có phải tốt hơn không?
không hiểu đang suy nghĩ cái gì mà sau đó là bị chần chừ. Đúng là mặt sân hơi lập bập, khó khăn cho các cầu thủ không chơi bóng. Vừa rồi là pha tranh chấp của Điểu Quy. Điểu Quy và Hồ Thanh Minh là hai cầu thủ của hai câu lạc bộ có nước da cực kỳ giống nhau. Nước da bánh mật. Những cầu thủ có nước da như vậy thì cực kỳ khỏe. Duy Thắng. Những pha bóng một chạm của các cầu thủ Trường Tư Bình Phước là khá hay. Xét về mặt thế trận cho đến thời điểm này, chắc chắn các cầu thủ Trường Tư Bình Phước đang kiểm soát bóng tốt hơn so với đội chủ nhà. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ Huế và Trường Tư Bình Phước nha. Chúc các bạn cuối tuần một ngày vui vẻ và luôn luôn có tiếng cười. Đây là cơ hội. Đánh gót rất hay. Dứt điểm. Nếu như cầu môn nó cao hơn nữa và rộng hơn nữa có lẽ là bàn thắng đã đến rồi. Nhưng một pha quay người bắt vô lề nó quá cao so với khung thành. Phối hợp tấn công hay của các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước. Người vừa có pha dứt điểm đó là Tự Nhân. Nếu như là khung thành của thủ môn bóng của môn bóng bầu dục khi là đã vào rồi đấy. Một pha ngả người bắt vô lề khá đúng kỹ thuật. Cần phải ngả người thêm chút nữa thì bóng mới đi tầm thấp được. Điểu Lân, Điểu Quy đá chính đấy. Số 11 bên phía Trường Tư Bình Phước. Vừa rồi là một cầu thủ bên phía đội khách đang ngã trong vòng cấm. Nhưng trọng tài không thổi phạt 11m. Có lẽ sẽ có quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Trường Tư Bình Phước. Trời nắng quá, các cầu thủ uống nước rất nhiều. Không được, bóng đã được phá ra. Vẫn là các cầu thủ Trường Tư Bình Phước. Thêm một tình huống phá bóng chính xác của các cầu thủ Huế. Đó là pha lăn xả của lão tướng Võ Nhật Tân. Vừa rồi là tình huống cao chân của Phan Tấn Tài. Phút thứ 35 của hiệp 1, tỷ số vẫn đang là 0-0. Xét về thành tích đối đầu, 6 lần đối đầu với nhau thì Bình Phước đã có 2 chiến thắng, 3 hòa và chỉ thua trước câu lạc bộ Huế có 1 lần mà thôi. Nhưng mùa giải trước thì câu lạc bộ Huế đã giành chiến thắng 2-0 trước Bình Phước trên sân vận động Tự Do. Nhưng đó là Bình Phước ở mùa giải trước, năm nay họ khác rồi. Năm nay họ là Trường Tươi Bình Phước, được đầu tư mạnh.
Huy Hoàng, Thái Bảo, Văn Ly, một pha phá bóng không thực sự tốt của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Huế. Đó là pha phá bóng của trung vệ Duy Bảo. Tôi mong cả câu lạc bộ Huế và Trường Tư Bình Phước có bàn thắng để trận đấu nó diễn ra hấp dẫn hơn nữa. Các cầu thủ đang thi đấu rất cố gắng và họ đang làm mọi cách để tiếp cận khung thành của đối thủ một cách nhanh nhất. Đấy là cơ hội, không được. Cầu thủ bên phía đội chủ nhà cũng đã có một vị trí tốt để phá bóng và cắt đường chuyền, nhưng bóng lại đến chân đối với các cầu thủ Trường Tư Bình Phước. Võ Nhật Tân, Phan Tấn Tài, phạt góc dành cho đội khách. Những pha phối hợp của các cầu thủ Trường Tư Bình Phước có nét hơn so với đội chủ nhà. Trong pha bóng vừa rồi, Tài Ngựa cũng rất cố gắng để đưa bóng vào trong cho đồng đội, nhưng cầu thủ bên phía câu lạc bộ Huế cũng đã theo rất sát. Đây là cổ động viên bên phía đội khách Trường Tư Bình Phước. Quả đá phạt góc, đánh đầu không được, lại truyền sai rồi. Bóng vẫn trong chân cầu thủ Trường Tư Bình Phước. Trọng tài đã thổi phạt đối với cầu thủ bên phía đội khách, pha tranh chấp trên không, và cầu thủ bên phía câu lạc bộ Huế đang nằm sân. Cả hai câu lạc bộ màu áo phân biệt rõ ràng trắng đỏ, thế tại sao mà các cầu thủ cả hai bên không ai theo kèm mà vẫn chuyền hỏng? Cầu thủ mặc áo trắng thì chuyền cho cầu thủ áo đỏ, và cầu thủ áo đỏ để chuyền cho cầu thủ áo trắng. Trong hiệp một thôi mà chuyền sai rất nhiều. Thanh Minh về rất sâu. Pha bóng rất quyết liệt. Phút thứ 40 của hiệp 1 rồi. Bàn thắng chưa thấy đâu. Cố lên các cầu thủ Huế và cố lên các cầu thủ Trường Tư Bình Phước. Phối hợp chính xác hơn nữa. Hồ Thanh Minh, pha đi đầu chiến thuật rất hay của Hồ Thanh Minh. Ngọc Tú. Không hiểu trong tình huống vừa rồi tạt bóng ra phía sau cầu môn. Có lẽ phải về tập tạt lại để cho đúng kỹ thuật. Huy Hoàng, Văn Ly, có bực mình đâu, tôi vẫn cổ vũ cầu thủ cả hai bên để có bàn thắng. Các bạn xem hãy cổ vũ đi, các bạn cổ vũ cho cả câu lạc bộ Huế và Trường Tư Bình Phước nữa nha. Với thời tiết nắng nóng, các cầu thủ thi đấu khá vất vả.
Sẽ có quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía đội khách. Chúng ta cũng có thể thấy là cầu thủ khi đá giữa trời nắng là họ phải có nền tảng thể lực rất là dồi dào. Với trời nắng như này, tôi chắc chắn các bạn chỉ được 5 phút khi chạy ở ngoài sân. Có khi không đến 5 phút. Quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Trương Tươi Bình Phước. Chọn điểm rơi rất tốt, đó là pha ra vào của thủ môn Tiến Tạo. Phút thứ 42 của hiệp 1 vẫn là kết quả 0-0. Một thế trận giằng co. Trần Thành đánh đau, không phải, đó là pha dứt điểm của Văn Tú. Tưởng chừng như đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ câu lạc bộ Huế. Bây giờ là phản công. Bóng vẫn trong sân. Điều Quy. Trời ơi, tạt bóng nhẹ nhàng thế chứ không biết. Tạt mạnh vào. Chúng ta cùng xem lại tình huống nguy hiểm mà các cầu thủ Huế tạo ra. Đó là pha dứt điểm có vẻ là trượt bóng của Văn Tú, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Viettel. Trong tình huống vừa rồi thì đó là kinh nghiệm của lão tướng Nhật Tân, áp sát rất nhanh. Võ Nhật Tân mất bóng rồi. Không có tình huống thổi phạt. Đường chuyền. Phạt góc dành cho các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước. Thôi có lẽ hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số là 0-0. Trong quãng thời gian nghỉ thì các bạn có thể ăn tạm chén chè hay là bát cháo chai gì đó để cho ấm bụng, sau đó tiếp tục theo dõi hiệp 2 và cổ vũ cho hai đội bóng. Văn Hòa. Kéo áo rồi. Phút thứ 45 của hiệp 1 rồi. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Vẫn là 0-0. Văn Hòa. Như vậy là có 1 phút bù giờ mà thôi. Chuẩn bị có thời gian nghỉ giữa hiệp rồi, các bạn có thể tạm thời nghỉ trong 1 phút đi ăn nhẹ cái gì đó, rồi sau đó tiếp tục theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ Huế và Trường Tươi Bình Phước nha. Và tranh chấp trên không vừa rồi, một cầu thủ bên phía đội chủ nhà đang nằm sân. Người đang bị đau đó là trung vệ Duy Bảo.
Ở mùa giải năm nay, 5 trận trên sân nhà thì các cầu thủ câu lạc bộ Huế đã có 3 chiến thắng, 1 hòa và 1 thua, ghi được 6 bàn thắng và thủng lưới 3 bàn. Còn trên sân khách ở mùa giải năm nay, trải qua 5 trận đấu gần nhất trên sân khách, các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước có 2 hòa và 3 thua, vẫn chưa có chiến thắng nào. Vâng, cho đến thời điểm này thì trọng tài Nguyễn Ngọc Tường đã thổi còi kết thúc hiệp 1. Tạm thời cả hai đội sẽ ra sân nghỉ với kết quả là 0-0. Một hiệp 1 thi đấu được cân tài, cân sức, ngang ngửa. Và bây giờ chúng ta tạm thời nghỉ trong 1 phút rồi tiếp tục theo dõi hiệp 2. Và xin chào các vị khán giả đang theo dõi. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta cùng quay trở lại sân vận động Tự Do để theo dõi hiệp 2 cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Huế và đội khách Trường Tươi Bình Phước trong khuôn khổ vòng đấu thứ 10 của giải nhất quốc gia bia sao vàng năm 2023 và năm 2024. Ở trận 11 như chúng ta đã biết, cả hai câu lạc bộ cũng đã có nhiều những phương án tổ chức tấn công nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Xét về mặt thế trận thì đó là một trận đấu ở trong hiệp 1 được tính là ngang ngửa, cân tài cân sức. Đây là trận đấu sớm tại vòng đấu thứ 10 của giải nhất quốc gia. Và ngày mai sẽ diễn ra những cặp đấu khác. Phú Đồng Ninh Bình sẽ tiếp đón Phú Thọ, Đồng Tháp sẽ tiếp đón BVF CND, Hòa Bình sẽ tiếp đón SHB Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp đón Long An. Đó là những trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai tại vòng đấu thứ 10 của giải nhất. Trên bảng xếp hạng thì câu lạc bộ Huế đang đứng ở vị trí thứ 3 và được 13 điểm. Trường Tươi Bình Phước đang đứng vị trí thứ 5 được 12 điểm. Ở đầu hiệp 2, bên phía đội khách có một sự thay đổi người đầu tiên. Như vậy là Thái Bảo sẽ được cho ra nghỉ, thay vào đó là Mạnh Hưng. Sự thay đổi người đầu tiên bên phía huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Mạnh Hưng là cầu thủ sinh năm 2005, năm nay mới có 19 tuổi mà thôi, rất trẻ. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước với trang phục màu đỏ đen sẽ bảo vệ cầu môn phía bên trái màn hình nhỏ quý vị và các bạn. Hồ Thanh Minh không phải. Văn Trọng. Trải qua 8 trận đấu tại giải nhất, câu lạc bộ Huế đã có 4 chiến thắng, hòa 1 trận và thua 3. Còn đối với Trường Tươi Bình Phước, trải qua 9 trận đấu thì họ đã có 3 chiến thắng, 3 hòa và 3 thua, rất cân bằng. Ở trong 11, những pha tranh chấp rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Và bây giờ ở đầu hiệp 2, một cầu thủ bên phía đội khách đang bị đau, và chúng ta có thể thấy trọng tài đã yêu cầu các bác sĩ vào chăm sóc. Ở trong 13 phút trôi qua thì có rất nhiều những tình huống phạm lỗi không thực sự đáng có của các cầu thủ. Họ tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và không muốn cho đối thủ có khoảng trống và giữ bóng một cách tự do để phối hợp với nhau.
Xin chào tất cả các vị khán giả đang theo dõi trận đấu giữa Huế và Trường Tuyển Bình Phước. Thì các bạn hãy dự đoán xem đội bóng nào sẽ giành chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay và kết quả sẽ ra sao. Ở trong một như chúng ta đã biết thì cả hai câu lạc bộ cũng đã thi đấu cố gắng rồi nhưng chưa thể ghi được bàn thắng. Đây là các cổ động viên bên phía đội chủ nhà, một số ít đến cổ vũ cho đội bóng thân yêu. Trên bảng xếp hạng của giải nhất vào thời điểm hiện tại, đội đứng đầu bảng đó là SHB Đà Nẵng với 20 điểm. Họ đang là ứng cử viên thăng hạng ở mùa giải năm nay. Xếp vị trí thứ hai đó là BVF CLD được 14 điểm. Những đội bóng đang đứng ở vị trí cuối bảng, vị trí thứ 9 đó là Đồng Tháp được 10 điểm, vị trí thứ 10 là Hòa Bình được 9 điểm và vị trí thứ 11 là Phú Thọ 1 điểm. Cơ hội không thể tung ra phản điểm, dứt điểm vào Hồ Thanh Minh. Hồ Thanh Minh đã trừng phạt hàng phòng ngự của Trường Tươi Bình Phước. Trước đó là pha chuyền vào của Ngọc Tú ở những phút đầu tiên của hiệp 2 thì câu lạc bộ Huế đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Minh Không Phổi, Minh Đen đã ghi bàn thắng cho đội chủ nhà. Và đó cũng là bàn thắng thứ 5 của Hồ Thanh Minh ghi được ở mùa giải năm nay. Anh đang là cầu thủ chủ lực ghi bàn cho sân tự do. Như vậy là Thành Đạt bên phía Trường Tươi Bình Phước cũng được cho ra nghỉ, thay vào đó là cầu thủ mang áo số 77 Ngọc Mỹ. Ta cùng xem lại tình huống vừa rồi, đó là pha phá bóng không thực sự an toàn của Duy Thắng. Một pha tạt bóng vào trong của Trần Thành. Ngọc Tú đã có một đường truyền vào phía trong để cho Hồ Thanh Minh dứt điểm một chạm thành công. 1-0 dành cho các cầu thủ câu lạc bộ Huế. Với việc ghi bàn thắng dẫn trước thì chắc chắn tâm lý của các cầu thủ câu lạc bộ Huế sẽ thoải mái hơn. Họ đã tận dụng tốt cơ hội của mình để ghi bàn thắng. Văn Ly, Mạnh Hưng, Văn Ly. Pha xử lý có phần mạo hiểm của cầu thủ trẻ Mạnh Hưng. Sau khi ghi được bàn thắng thì chúng ta có thể thấy các cầu thủ chủ nhà vẫn không co về tổ chức phòng ngự mà họ vẫn pressing tầm cao đối với đối thủ. Hồ Thanh Minh đã giành lại bóng rồi. Cho đến thời điểm hiện tại thì Hồ Thanh Minh đã có 5 bàn thắng cho riêng mình. Một hiệu suất ghi bàn khá tốt của tiền đạo bên phía câu lạc bộ Huế. Phạt dành cho câu lạc bộ Huế. Duy Bảo, đánh đầu chiến thuật, Hồ Thanh Minh không được. Cầu thủ bên phía đội khách cũng đã áp sát rất nhanh. Có kịp không? Vẫn trong sân. Ngọc Tú,
vẫn là Ngọc Tú. Ở đầu hiệp 2 thì các cầu thủ câu lạc bộ Huế đã thi đấu tốt hơn. Họ đã tổ chức tấn công bên phía anh lang anh phải nhiều hơn. Khuôn mặt trầm tư của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Anh Đức bên phía đội khách. Có lẽ trong đầu ông đang có những sự tính toán về mặt nhân sự và có thể thay đổi lối chơi để giúp cho đội bóng trường Tư Bình Phước có bàn thắng gỡ hòa. Đây là cơ hội. Phan Tuấn Tài. Phan Tuấn Tài không thổi phạt. Và bây giờ tiếng còi mới cất lên. Một quả đá phạt. Một tấm thẻ vàng đã được rút ra. Một tấm thẻ vàng được rút ra dành cho trung vệ Viết Hiếu bên phía câu lạc bộ Huế. Không còn nhanh nhẹn như xưa nữa. Phan Tuấn Tài đã 34 tuổi rồi và bị kẹp giữa hai cầu thủ bên phía đội chủ nhà trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ sẽ là cơ hội để cho trường Tươi Bình Phước có thể có bàn thắng quân mình tỷ số. Góc sút rộng, cự ly đá phạt khoảng 20m. Đứng trước bóng đó là Văn Hòa, Duy Thắng. Trọng tài Nguyễn Ngọc Tường vẫn đang chỉ đạo các cầu thủ làm hàng rào bên phía đội chủ nhà đứng đúng vị trí. Đứng trước bóng đó là Tự Nhân và Văn Hòa, không phải là Duy Thắng. Duy Thắng không thể vượt qua được hàng rào. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho trường Tươi Bình Phước. Bóng đã đập đúng vào đầu của Hồ Thanh Minh. Sau tình huống vừa rồi thì Hồ Thanh Minh có vẻ như đã bị choáng một chút, nhưng bây giờ anh lại tiếp tục thi đấu. Phản công, phản công lên phía trên dành cho đội chủ nhà. Hồ Thanh Minh, vẫn là Hồ Thanh Minh. Chần chừ mất rồi. Cần có đường truyền sang phía hành lang cánh trái sẽ thoáng hơn để giúp cho đội chủ nhà có phương án tấn công tốt hơn nhiều. Nhưng họ vẫn đang giữ bóng rất tốt. Đường truyền, đây là cơ hội. Ngọc Tú, Ngọc Tú chậm mất rồi. Cần phải tạt sớm hơn cho đồng đội phía bên trong hơi ham đi bóng. Phía bên trong có tới 3 cầu thủ của đội chủ nhà. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ câu lạc bộ Huế trong pha bóng vừa rồi. Họ đã kiểm soát bóng và thoát pressing rất tốt và phối hợp với nhau. Có 2 cầu thủ đứng ở cột sau. Hơi chần chừ trong pha bóng vừa rồi. Văn Tú, Nguyễn Hai, rồi không bao. Đó là pha quay người bắt vô lê rất nhanh của Trần Thành. Cú
đúng là ghi được bàn thắng thì tâm lý của các cầu thủ câu lạc bộ Huế đang thoải mái hơn so với đối thủ. Đối với đội chủ nhà vẫn chưa có sự thay đổi người nào cả. Vẫn là một thế trận giằng co, nhưng các cầu thủ câu lạc bộ Huế họ đã tận dụng tốt cơ hội của mình để có bàn thắng ở trong hiệp đấu thứ hai. Đá bóng vào, đây là cơ hội, phản thân tay không được, bóng vẫn trong chân các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước. Đội chủ nhà áp sát rất nhanh, bây giờ là phản công đường chuyền quá sâu, vẫn còn chân thành thủ môn Huy Hoàng đã vượt ra, đây là cơ hội dứt điểm, không vào. Không có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ câu lạc bộ Huế khi khung thành đã bỏ trống và thủ môn Huy Hoàng đã ra khỏi khu vực của mình. Quá đáng tiếc, pha dứt điểm vừa rồi có lẽ là của Văn Tú. Một cầu thủ bên phía Trường Tươi Bình Phước đã đứng trước vạch vôi và phá bóng một cách an toàn. Văn Tú, đó là pha phá bóng của Mạnh Hưng. Nguyễn Hải dứt điểm không được. Sau khi các cầu thủ câu lạc bộ Huế có bàn thắng vươn lên dẫn trước, tốc độ của trận đấu đã diễn ra tốt hơn nhiều, nhanh hơn và sôi nổi hơn. Phút thứ 60 rồi, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía câu lạc bộ Huế. Ghi được bàn thắng dẫn trước, nhưng đội hình của câu lạc bộ Huế vẫn đẩy cao để gây sức ép. Văn Ly, sẽ có thêm sự thay đổi người bên phía Trường Tươi Bình Phước. Như vậy Văn Hòa được cho ra nghỉ. Điểu Quy và Văn Hòa được cho ra nghỉ, thay vào đó là Văn Vinh và Đình Hùng. Liệu những sự thay đổi người vừa rồi có giúp cho thế trận của Trường Tươi Bình Phước tốt hơn hay không? Hồ Thanh Minh có kịp không? Lần này chúng ta có thấy thủ môn Huy Hoàng đã ra chính xác hơn so với lần trước. Những đường chuyền dài của các cầu thủ câu lạc bộ Huế đang là sở trường và gây khó khăn cho hàng thủ của Trường Tươi Bình Phước khi dâng cao. Mất bóng rồi, bóng đến chân đối với các cầu thủ câu lạc bộ Huế. Sẽ có quả đá phạt dành cho các cầu thủ Huế. Người vừa có pha đi bóng đó là Văn Tú. Pha bóng trước đó rất tiếc, Văn Tú đã không ghi được bàn thắng thứ hai cho câu lạc bộ Huế khi mà thủ môn Huy Hoàng, người đồng đội cũ của anh tại đào tạo trẻ câu lạc bộ Thể Công Viettel, đã ra khỏi khung thành. Văn Tú sẽ là người thực hiện quả đá phạt dành cho đội chủ nhà.
rất nguy hiểm, đó là pha đá thẳng vào cầu môn phía cột sau, nhưng có vẻ như Huy Hoàng đã hiểu người đồng đội cũ của mình và anh đã bắt gọn trái bóng và phán đoán đúng điểm rơi. Võ Nhật Tân, Văn Ly, Hồ Thanh Minh rất khôn ngoan, Hồ Thanh Minh, tốc độ của Hồ Thanh Minh, dứt điểm không vào, vẫn còn, bóng đập đúng vào xa gàng, một pha dứt điểm kỹ thuật, sóng gió đã qua đi trước khung thành của Trường Tươi Bình Phước. Những pha bóng phản công của các cầu thủ câu lạc bộ Huế đang làm khó hệ thống phòng thủ của Trường Tươi Bình Phước. Nếu như không có sự xuất sắc của thủ môn Huy Hoàng thì có lẽ bàn thắng thứ hai đã đến đối với các cầu thủ Huế. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi và dứt điểm được coi là quá hiền, sau đó là tình huống dứt điểm của Trần Thành, bóng đập đúng vào xà ngang, tình huống dứt điểm kỹ thuật, may mắn nó không mỉm cười đối với Trần Thành nhưng nó lại mỉm cười đối với khung thành của Trường Tươi Bình Phước. Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn, đúng là sau khi có bàn thắng trận đấu đã sôi nổi hơn, thi đấu hay hơn. Thủ môn Huy Hoàng đang bị đau sau pha cứu thua vừa rồi, các bác sĩ đang vào chăm sóc. Ở một giải trước trên sân tự do thì câu lạc bộ Huế cũng đã giành chiến thắng 2-0 trước Trường Tươi Bình Phước. Thêm một đường chuyền dài lên phía trên dành cho người không phổi Hồ Thanh Minh. Có vẻ như bóng đã chạm tay Hồ Thanh Minh. Trợ lý trọng tài đã căng cờ ra hiệu cho trọng tài chính thổi phạt đối với tiền đạo mũi nhọn của câu lạc bộ Huế. Đây là cơ hội, không thể vượt qua được hai cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Tự Nhân, đặc biệt rất mạnh của Văn Trọng lên phía trên dành cho Văn Tú, Trần Thành và Hồ Thanh Minh. Ở trong những phút vừa qua thì chúng ta có thể thấy các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước không có quá nhiều những phương án phối hợp tấn công để gây khó khăn cho hàng thủ của câu lạc bộ Huế. Hiệp 2 câu lạc bộ Huế đã chơi hay hơn rất nhiều. Ở mùa giải năm nay, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng là ứng cử viên hàng đầu cho chức vị trí lên hạng ở mùa giải năm nay. Trên
Trên bảng xếp hạng thì SHB Đà Nẵng đang đứng ở vị trí đầu bảng với 20 điểm và cách 6 điểm so với đội đứng thứ hai đó là BVF CLD. Văn Ly, Mạnh Hưng và đá phạt nhanh của các cầu thủ câu lạc bộ Huế. Đường chuyền Trần Thành, tình huống trượt chân của Trần Thành, đội khách đang gặp bế tắc rồi, bế tắc trong tấn công. Bên phía huấn luyện viên Nguyễn Đức cũng đã có sự thay đổi con người nhưng chưa đem lại sức tấn công tốt cho Trường Thừa Bình Phước. Nếu như để thua trong trận đấu ngày hôm nay thì đó sẽ là trận thua thứ tư trên sân khách ở mùa giải năm nay của Trường Thừa Bình Phước. Phong độ trên sân khách của Trường Thừa Bình Phước thi đấu không thực sự tốt, trải qua 5 trận đấu gần nhất trên sân khách. Và ở mùa giải năm nay thì họ đã có 2 hòa và 3 thua. Nếu đây là một trận thắng sẽ là chiến thắng thứ tư trên sân nhà ở mùa giải này của câu lạc bộ Huế. Câu lạc bộ đang đứng cuối bảng xếp hạng đó là câu lạc bộ Phú Thọ. Năm nay là một năm được coi là rất khó khăn đối với câu lạc bộ Phú Thọ. Họ đang đứng cuối bảng xếp hạng, trải qua 8 vòng đấu mới có 1 điểm mà thôi và chưa có chiến thắng nào ở mùa giải năm nay. Kể cả câu lạc bộ Hòa Bình ở mùa giải trước đứng ở top trên nhưng ở mùa giải năm nay đang đứng ở vị trí thứ 10. Tạt bóng vào, đánh đầu, dứt điểm không vào, đó là pha dứt điểm của Phan Tấn Tài. Tình huống bắt vô lề nhanh của tiền đạo bên phía Trường Thừa Bình Phước nhưng nó đúng vào vị trí của thủ môn Tiến Thạo. Trung vệ Viết Hiếu đang bị đau, chúng ta đã yêu cầu các bác sĩ vào chăm sóc cho Viết Hiếu. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm không thành công của Phan Tấn Tài. Phút thứ 71 rồi, cách biệt vẫn là mong manh thôi, vẫn còn đủ thời gian để cho các cầu thủ Trường Thừa Bình Phước tìm kiếm bàn san bằng cách biệt. Vẫn là những phương án pressing ngay bên phần sân của đối thủ. Các cầu thủ câu lạc bộ Huế đang thi đấu cực kỳ tích cực.
Võ Nhật Tân. Người vừa bị phạm lỗi đó là Tự Nhân. Đội khách vẫn đang bế tắc trong việc triển khai tấn công. Trong hiệp 1 thì họ còn có những phương án tấn công tốt hơn, nhưng trong hiệp 2 thì bế tắc toàn tập. Văn Ly. Phan Tuấn Tài. Phạm lỗi rồi. Sau pha va chạm trước đó thì Văn Tú đã nhận một thẻ vàng của trọng tài. Nhật Tân. Văn Ly. Quá đông các cầu thủ bên phía đội chủ nhà đang phòng ngự ở khu vực sân nhà để bảo toàn tỷ số. Đây là tấm thẻ vàng mà Văn Tú phải nhận của trọng tài khi anh đã ngăn chặn bóng. Phút thứ 75 rồi. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía câu lạc bộ Huế. Trên sân nhà câu lạc bộ Huế cũng đã có phong độ tốt. 5 trận đấu gần nhất tại giải nhất thì họ đã có 3 thắng, 1 hòa và 1 thua. Đó là điểm tựa của câu lạc bộ Huế mùa giải năm nay. Đội chủ nhà chuẩn bị có 2 sự thay đổi người đầu tiên. Hoàng Quân và Văn Bùn sẽ được tung vào sân. Văn Tú và Trần Thành sẽ được cho ra nghỉ. Rất quyết liệt. Và cầu thủ vừa thay người bên phía đội chủ nhà đang nằm sân đó là Hoàng Quân. Trận đấu vẫn tiếp tục. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Trường Tiên Bình Phước. Xin chào Nguyễn Duy Dũng nhá. Xin
chào tất cả các bạn đang theo dõi trận đấu trên FPT Play giữa câu lạc bộ Huế và câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước. Các bạn hãy cổ vũ cho Trường Tươi Bình Phước để có bàn thắng quân bình tỷ số. Còn fan của câu lạc bộ Huế thì hãy cổ vũ cho câu lạc bộ Huế giành chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Biết có phải là Nguyễn Duy Dũng, thủ môn của câu lạc bộ Hòa Bình hay không, đang chào tôi. Và xin chào lại lần thứ hai đối với Nguyễn Duy Dũng. Một pha phá bóng an toàn vừa rồi là của Văn Trọng. Vậy là lão tướng Nhật Tân được cho ra nghỉ, thay vào đó là cầu thủ trẻ hơn. Châu Phi, nghe cái tên đã khỏe rồi. Cầu thủ ấy mùa giải trước còn thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Phú Thọ. Sự thay đổi người cuối cùng của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Châu Phi có khả năng ném biên rất mạnh. Bóng vẫn chạm chân các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước. Đánh đầu. Pha đánh đầu trong tư thế rất khó. Đó là pha đánh đầu của Văn Vinh. Xin chào các bạn nha, chào bạn Tấn Đạt và chào các bạn đang theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ Huế và câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước. Xin chào Lê Ngọc Giang. Tấn Đạt, trước tôi đá nhiều câu lạc bộ lắm. Tấn Đạt mới hỏi tôi là trước đá câu lạc bộ nào. Kết thúc sự nghiệp bóng đá của tôi đó là câu lạc bộ Đồng Tâm Long An vào năm 2013. Cầu thủ bên phía đội chủ nhà vẫn đang nằm sân. Có lẽ những tình huống nằm sân để câu giờ rồi. Bây giờ là phút 81 rồi. Thời gian đáng ủng hộ đối với đội chủ nhà. Đối với Trường Tươi Bình Phước, quá bế tắc ở trong hiệp 2. Nó khác hẳn hoàn toàn so với hiệp 1. Có vẻ như Hoàng Quân đã bị căng cơ. Trước đó anh cũng đã có một tình huống va chạm và nằm sân. Đây là tình huống nằm sân thứ hai của cầu thủ vừa được tung vào sân thay người bên phía câu lạc bộ Huế. Vâng, cảm ơn bạn Lê Ngọc Giang nhé. Cảm ơn bạn đã hâm mộ tôi ạ. Đây là Hồ Thanh Minh. Hồ Thanh Minh đã có 5 bàn thắng cho riêng mình và anh đang là chân sút chủ lực của câu lạc bộ Huế. Chào Bùi Thanh Thảo nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều. Như vậy là Hoàng Quân vừa được tung vào sân đã bị gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Thế Hiếu sẽ là người thay Hoàng Quân.
bên phía đội chủ nhà. Quá đen cho cầu thủ mặc áo số 17 bên phía đội chủ nhà. Vừa được tung vào sân, thi đấu chưa được 10 phút đã phải ra sân rồi. Đây là cơ hội dành cho Trường Tư Bình Phước. Sẽ là quả ném biên của Châu Phi. Những tình huống luẩn quẩn nhưng trọng tài đã thổi phạt rồi. Ta cùng xem lại những tình huống mà rất đông các thủ bên phía đội chủ nhà đang đứng ở trong khu vực 16m50. Bạn hỏi là đội tuyển sẽ gặp Indo vào thời điểm nào? Đội tuyển gặp Indo vào ngày 21 tháng 3 bạn nhé. Vào lúc 20:30. Đó là trận đấu tại vòng loại World Cup. Vâng, cảm ơn Lê Ngọc Giang sẽ có một kiểu ảnh để chụp với bạn nhé. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đang quan tâm và hỏi đến tôi. Bùi Thanh Thảo, mình chơi câu lạc bộ Đường sắt Việt Nam Hà Nội ACB, Than Quảng Ninh, Hòa Phát, Navibank Sài Gòn và kết thúc là Đồng Tâm Long An. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến tôi. Phút thứ 86 rồi. Ở trong hiệp 2, các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước đã có những sự thay đổi người về mặt nhân sự của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức nhưng chưa đem lại sự hiệu quả. Vòng đấu sau thì các cầu thủ câu lạc bộ Huế sẽ đến làm khách trước Đồng Nai. Và câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước được nghỉ ở vòng đấu thứ 11. Đúng rồi bạn. Nhật Tân và Phan Tấn Tài cùng là đồng đội tôi trước kia vào năm 2013 tại Đồng Tâm Long An. Lúc đó tôi 33 tuổi. Còn Võ Nhật Tân và Phan Tấn Tài lúc đó có 22 tuổi mà thôi, còn rất trẻ.
Tôi chưa từng lên tuyển nhưng mà có đã có thời gian tôi tập luyện cùng với Nguyễn Anh Đức tại câu lạc bộ BKM Bình Dương. Bùi Thanh Thảo tôi đã từng tập trung U19 quốc gia cùng lứa với Huy Hoàng, Việt Thắng, Đặng Thanh Phương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến tôi nhé. Xin các bạn hãy ủng hộ FPT Play. Những trận đấu tại V-League, những trận đấu tại giải hạng nhất và rất nhiều những trận đấu khác tại Eurobasket. Để tiếp thêm động lực cho các bình luận viên truyền tải những trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Thời gian còn rất ít rồi. Câu lạc bộ Huế họ đã chơi hay ở trong hiệp 2 và họ đã tận dụng tốt cơ hội của mình để giành chiến thắng. Có lẽ là như vậy. Nhưng thời gian vẫn kia còn và những phút bù giờ nữa. Những phương án lên bóng ở trong hiệp 2 của Trường Tươi Bình Phước nó không đem lại sự sắc bén để gây khó khăn cho hàng thủ của câu lạc bộ Huế. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ FPT Play rất nhiều. Pha bằng lên của Hồ Thanh Minh nhưng tình huống xử lý vừa rồi là của Mạnh Hưng. Cầu thủ mới có 19 tuổi mà thôi. Phạm lỗi rồi. Sẽ quả đá phạt. Đủ từ 90 rồi. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía câu lạc bộ Huế. Vào thời điểm này thủ đô đang rất lạnh và rét, có mưa phùn nữa. Nhìn thấy cái nắng tại sân tự do Huế, tôi thật sự thèm. Và kể cả người thủ đô cũng rất thèm những ánh nắng. Dứt điểm tuyến này không được. Toàn bộ đội hình của Trường Tươi Bình Phước đang ở bên phần sân của đội chủ nhà. Đây là cơ hội. Không được. Tình huống phối hợp không thật sự tốt và một pha khống chế của tự nhân. 5 phút bù giờ. 5 phút dành cho những cố gắng của Trường Tươi Bình Phước. 5 phút để cho câu lạc bộ Huế bảo toàn tỷ số. Ta cùng xem lại pha phối hợp không thực sự thành công của các cầu thủ bên phía đội khách. Có bạn hỏi tôi anh lúc trước cũng đá bóng à? Tôi lúc trước là cầu thủ chuyên nghiệp các bạn ạ. Bây giờ tại giải nhất có khá nhiều những người học trò cũ của tôi. Hồ Thanh Minh. Vẫn là Hồ Thanh Minh. Có 3 cầu thủ áo đỏ vào tranh bóng đối với Hồ Thanh Minh. Cài đè câu giờ của Hồ Thanh Minh. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi từ phía sau của Châu Phi. Bây giờ sẽ là quả ném biên. Quả ném biên dành cho các cầu thủ câu lạc bộ Huế. Văn Trọng. Vừa có chiến thắng ở vòng đấu trước và ngay lập tức ở vòng đấu này thì đoàn quân của huấn luyện viên
Nguyễn Anh Đức đã thua trước câu lạc bộ Huế. Có khả năng là như vậy. Ngọc Tú đá bóng vào trong. Đó là pha đá thẳng về phía khung thành. Không hiểu là một pha đá thẳng hay là tình huống tạt bóng nữa. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì Ngọc Tú thi đấu khá hay bên phía hành lang cánh phải. Và anh đã có một đường truyền để cho Hồ Thanh Minh lập công. Bàn thắng duy nhất của Hồ Thanh Minh cho đến thời điểm này. Không được, rất tỉnh táo trong pha bóng vừa rồi. Đó là pha cắt bóng của Mạnh Hưng. Bù giờ thứ tư rồi, còn hơn một phút nữa trận đấu sẽ kết thúc. Phạm lỗi rồi, đó là pha phạm lỗi đối với Hồ Thanh Minh. Và phạm lỗi của trung vệ Văn Ly. Phút bù giờ cuối cùng rồi. Cách biệt là một bàn. Trong hiệp 2, Trường Tươi Bình Phước bế tắc toàn tập. Phải nói các cầu thủ Huế cũng đã chơi rất tốt ở trong hiệp 2. Sau khi ghi được bàn thắng dẫn trước, họ thi đấu chắc chắn hơn. Nếu như may mắn họ không chỉ ghi được một bàn thắng, họ đã ghi có thể được hai bàn trở lên. Như vậy là Nhật Thao, sự thay đổi người mang tính câu giờ của đội chủ nhà. Nhật Thao sẽ được tung vào sân thay cho Ngọc Tú. Ngọc Tú là cầu thủ có lẽ là chơi nổi bật nhất ở trong trận đấu ngày hôm nay. Anh đã có những pha đột phá và những tình huống tạt bóng trong nguy hiểm, và có pha kiến tạo dành cho Hồ Thanh Minh ghi bàn thắng mở tỷ số. Có lẽ thời gian sắp hết rồi, tôi chào tất cả các bạn đang theo dõi trận đấu ngày hôm nay giữa câu lạc bộ Huế và Trường Tươi Bình Phước và cũng đã hỏi thăm tôi. Xin rất cảm ơn và chúc các bạn một ngày nghỉ tốt đẹp và một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ. Như vậy là tiếng còi của trọng tài Nguyễn Ngọc Tường đã cất lên kết thúc trận đấu. Các cầu thủ câu lạc bộ Huế đã giành thắng 1-0 trước Trường Tươi Bình Phước. Bàn thắng duy nhất của Hồ Thanh Minh, đó là một pha tấn công ở bên phía hành lang cánh phải, và Ngọc Tú đã có pha kiến tạo cho Hồ Thanh Minh. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, họ đã thi đấu hay ở trong hiệp 2. Còn đối với Trường Tươi Bình Phước, với trận thua này có lẽ huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức sẽ có nhiều việc phải làm để họ có những trận đấu sau thành công hơn. Và bây giờ buổi tường thuật trận đấu giữa hai câu lạc bộ Huế và câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.